Nhà em đang làm đơn hàng 22 cao 2 cho khách chuyên sử dụng cá, nuôi cá nhỏ, cá giống ở trên biển. Đây này, đây là hàng sợi cước, nuôi lồng, mắt 2 phân, mỗi cạnh là 1 cm. Đây, đây chuyên ương cá giống. Đấy, đây là các bác nhìn này, còn ngón tay chưa bỏ lọt này, ngón tay út của em nhé, nữ là nó tay nhỏ này. Đây là các công đoạn đi chi tiết này, rất là đeo kính thủ công. Mình sâu được rồi. Đây ạ. Chúng cho cái bà này đeo kính. Đây. Bỏ ba đi ra thì vẫn đang đồng. Toàn các dây là dây dù nhé, đi chắc chắn luôn. Đây các đường rác. Cầm mắt mà làm được cái lông mà ai cần luôn. Đây là một dạng lồng đi rất khó. Các đường sâu.